Xin chào tất cả các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Thắng Hoàng. Thì hôm nay thì đầu chiều thì em làm cái video để thông báo với các bác là tối nay sau 8 giờ hoặc là tầm 8 giờ 15 đấy các bác, thì em sẽ livestream xả hàng cho các bác nha. Rất là nhiều thiết bị âm thanh như là vang số, cục đẩy công suất và microphone đấy, cũng như là loa thì chắc còn có mỗi đôi đấy. Thì rất là mong các bác sẽ ủng hộ và theo dõi livestream buổi tối nay của em, cũng để săn những món hàng mà mình đang tìm, cũng như là vào giao lưu anh em chia sẻ kinh nghiệm với nhau các bác nhé. Xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại mọi người ở buổi tối ngày hôm nay. Chào tất cả các bác. Và mọi người xem video hãy nhấn đăng ký kênh để cập nhật cái thông báo mới nhất, những buổi livestream cũng như là những video giới thiệu sản phẩm để mình cập nhật nhanh nhất, để mà mua được những sản phẩm sớm nhất các bác nhé. Cảm ơn các bác rất là nhiều.